Xin chào mọi người, thì hôm nay thì một tháng rồi, thì hôm nay thì mình sẽ quay cái bài bà con cốc cà tèo của mình nha. Đây là cái bài bà con của mình khoảng một tháng rồi, hơn tháng rồi. Thì nhờ sự chăm sóc của chim bố và mẹ, đặc biệt là chim bố, theo dòng bạc cốc cà tèo này, chim bố rất là chăm con rất là tốt. Không như là chim mẹ thì nó sẽ ít chăm con hơn. Chủ yếu là ấp và chăm con thì là chim bố. Cái này xong tháng rồi, các bạn có thể bổ sung những cái loại thức ăn, đặc biệt là canxi, tại vì lúc này thì chim mẹ rất là cần canxi. Các bạn cũng có thể là bỏ những cái loại khoáng chất hoặc là những cái loại thuốc bổ, các bạn có thể mua ở ngoài tiệm chuyên cho vẹt sinh sản thì nó sẽ bổ cho chim nó rất tốt hơn. Nuôi chim con thì nó sẽ khá là tốt cho cái việc mà chúng ta huấn luyện bé. Nếu mà các bạn nuôi bé một quán chủ hoặc villa thì tốt nhất là các bạn nên nuôi cỡ này. Đút bổn nó hơi cực một chút thôi, nhưng mà sau này nó sẽ quán chủ và rất là như lẻo đẻo theo mình nhiều hoài. Còn nếu mà chúng ta nuôi lớn một chút thì nó sẽ khó thuần hơn chút thôi. Không có gì cả, cái nào cũng có mặt lợi và mặt hại của nó cả. Ok, thì các bạn nếu mà thích thì có thể liên hệ với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo. The endless journey.